Trân trọng kính chào quý đầu tư và anh chị em quay lại kênh Bất Động Sản Đặc Biệt ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên xin chúc quý anh chị một ngày mới làm việc được vui vẻ và hạnh phúc ha. Hôm nay gia chủ ký cái gửi bên em một miếng đất nằm ở đường Dan, tổng cộng là 5m nha anh chị. Vị trí em đứng ở đây là ở đường Diệu Ảnh Trung. Đường này có tên đường là Nam Kỳ Thị Nghĩa nha anh chị. Cái hướng vị trí trước màn hình mình á là di chuyển về hướng Tân Lập, Phước Lập và xã ấp 3, xã Tam Hiệp. Còn vị trí đây nè là về quốc lộ A nè anh chị. Quốc lộ A này ngay ra chỗ mà trạm dừng chân Long Định đó anh chị. Đó, di chuyển đây ra ngoài khoảng 1 km là tới đụng trạm dừng chân Long Định ha. Còn ra quốc lộ A là về phải đó, về trà Long Định, về Cai Lậy, về Dĩ Bình, về Cần Thơ. Còn ra quốc lộ A về trái đó, là về hướng trung tâm thành phố Mỹ Tho, về Sài Gòn nha anh chị. Từ vị trí cái đường nhựa Nam Kỳ Khởi Nghĩa đó, em di chuyển vô miếng đất mình khoảng 100m nha. Và em di chuyển vô miếng đất cho anh chị tham quan ha. Đây, mình đi vô đường này nè anh chị. Đó, mình chạy vô đó là khoảng 100m là tới ha. Cái đường hiện tại thì đường công cộng là 3m thôi. Nhưng mà trước cái đất mình đó là cái đường là gia chủ làm là 5m nha anh chị. Rồi, em di chuyển vô bên trong cho anh chị tham quan ha. Bất Động Sản Đặc Biệt cũng nhận ký gửi mua bán đất, nhà đất thi công công trình san lấp mặt bằng. Quý đầu tư và chị nào có nhu cầu thì ký gửi bên em để bên em xuống lấy thông tin và bán ký gửi cho quý anh chị nha. Rồi, người ta đã tới đất rồi anh chị. Cái đường công cộng là 3m nha, nhưng mà này tới đất mình nó chủ là mở rộng thêm 2m nữa, là tổng cộng là cái mặt tiền mình là 5m nha anh chị. 5m đường đan ha, đường khá là rộng nha. Cái này xe ô tô, xe tải lưu thông nha anh chị. Còn di thẳng luôn đó là tới ra chỗ mà đường Đan Tây 2. Cái đường đó là khi mà Quỳnh không ký anh chị. Đó, đi ra quốc lộ A luôn. Đây, hiện tại thì gia chủ còn 2 lô nha anh chị. Đây, đây là còn một nền. Sâu vô là 84m. Ngang là 7,5m nha anh chị. Hiện tại thì đã bán hết rồi, còn có 2 lô thôi, duy nhất. Đó, thích hợp cho anh chị nào về đây làm kho bãi xưởng. Rất là thích hợp cho anh chị ha. Tại cái mặt tiền mình thì công cộng là 3m rồi. Và trước cái đất mình á, thì gia chủ đổ thêm 3m đến 2m nữa. Là tổng cộng là cái đường đan trước đất mình là khoảng 5m nha. Đây, chị thấy không? Đường đan khá là rộng. Và đổ rất là dày nha anh chị. Để quay cận cho anh chị thấy ha. Đây. Rồi, em không để mất thời gian cho anh chị nữa. Giờ em tiến sâu vô đất quay cho anh chị xem. Còn hai lô bìa nha anh chị. Cái lô từ cái hàng rào qua đây là 7,5m và một lô này nữa là 7,5m, sâu vô là 84m nha. Cái mảnh đất mà nằm hướng bắc nha. Anh chị nào hợp hướng bắc á, về đây cất nhà hay kho xưởng thì thích hợp cho anh chị về đây ha. Em cũng xin nhắc lại cái đây, vị trí đây là ở ấp Tây 2, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đất mình rất là cao ráo bằng phẳng nha anh chị. Trên đất thì mình sạch sẽ, không có màu mã gì hết nha. Hiện tại em tiến sâu về phía sau đất để cho anh chị nắm rõ hơn cái mảnh đất mình nha. Đây, để quay cao cho anh chị thấy nè. Đất mình không có màu mã gì anh chị. Đó, hiện tại em quay trực tiếp cho anh chị nắm rõ hơn á. Đó, phía sau đuôi đất mình có cái nhà đó anh chị thấy không? Em xin nhắc lại cái diện tích đất mình đó là ngang 7,5m, sâu vô là 84m. Với giá bán là 750 triệu ha anh chị. Giá này gia chủ bao giấy tờ cho mình luôn. Pháp lý rõ ràng. Đó, anh chị rất là yên tâm nha. Chỉ còn hai nền duy nhất anh chị. Anh chị nào quan tâm thì miếng đất này thì hãy liên hệ bên em để bên em dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ ha. Để mình thương lượng giá cả ha. Về đây mình cất nhà ở hay xây xưởng hay kho là thích hợp cho anh chị nha. Từ cái vị trí đất mình á là di chuyển ra quốc lộ A là khoảng 1,5 cây nha anh chị. Đến 1,2 cây cũng rất là gần nha anh chị. Hiện tại em đứng tới cái khúc giữa cái đất mình á, đất mình rất là dài nha. Để em quay lên cho anh chị xem này nha. Chỉ còn hai nền duy nhất thôi.
anh chị nhanh tay thì hãy sở hữu cái miếng đất này thì liên hệ bên em để em dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ luôn. Tại trước cái đất mình đó là đang là 5m đó, đường công cộng là sẵn là 3m rồi đó, xe lưu thông rất là thuận tiện nha. Cái miếng đất mình là hướng bắc nha anh chị. Đến đây kết thúc video. Quý đầu tư và anh chị nào quan tâm cái mảnh đất này thì liên hệ bên em để mình em dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng giá cả ha. Bất động sản đặc biệt xin chào và hẹn lại ở phần video tiếp theo. Xin cảm ơn quý đầu tư và anh chị đã quan tâm theo dõi.